Thưa quý vị, liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tại tỉnh Đồng Nai khiến cho hàng trăm người phải nhập viện, thì trong lúc này việc quan trọng nhất đó là tập trung cứu chữa những ca bệnh nặng. Riêng tại bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai thì các chuyên gia từ Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có mặt để trực tiếp hội chẩn. Hiện nay về chiến lược kháng sinh, chúng tôi đã tiến hành bao tất cả các tác nhân này để có thể điều trị cho cháu. Song song đó thì mình tiến hành lọc máu. Nhiều mức giá hấp dẫn, lựa chọn các khu chung cư tiện ích kín đáo sẵn có để những vị khách hàng để làm mảnh đất béo bở cho các hoạt động. Vâng, chúng tôi đã muốn nói đến những cơ sở thẩm mỹ chui nó đang tung ra các ma trận lời chào mời với những khách hàng. Thế nhưng mà cơ sở chui cũng kéo theo đó là nguy cơ tai biến từ chất lượng chui. Vâng, bên cạnh câu chuyện của Tiêu Điểm chúng tôi vừa chia sẻ thì sẽ là một câu chuyện quốc tế đáng chú ý. Vấn đề nắng nóng gay gắt đang khiến cho số ca nhập viện tăng mạnh tại Myanmar. Thậm chí là đã trong tháng 4 vừa qua thì đã có hơn 50 trường hợp tử vong do sốc nhiệt ở Mandalay, miền trung của Myanmar. Thưa quý vị, tính đến trưa ngày hôm qua ngày 3 tháng 5 thì các cơ sở khám chữa bệnh ở tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận tổng cộng là 487 bệnh nhân vào viện theo dõi, điều trị nghi là ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Tình hình hiện tại như thế nào? Xin được mời những thông tin cập nhật từ chị Hải Yến. Vâng ạ, dự kiến là trong chiều ngày hôm nay thì Sở Y tế của tỉnh Đồng Nai sẽ thông tin chi tiết hơn về số liệu của các bệnh nhân nhập viện. Còn theo như trao đổi với phóng viên của Chuyển động 24 giờ vào sáng ngày hôm nay thì tình hình các ca nhập viện mới chưa có nhiều bất thường. Trong lúc này, các bệnh viện có ca nặng vẫn đang tập trung cứu chữa cho các bệnh nhân. Riêng tại bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai thì các chuyên gia từ bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có mặt để hội chẩn trực tiếp. Khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Nhi đồng tỉnh Đồng Nai đang tập trung điều trị cho 7 trường hợp bệnh nhi bị ngộ độc nặng. Gia đình anh Toàn có 2 trẻ cùng bị ngộ độc nặng, khiến người bố này hết sức lo lắng. Đứa em nó ói ra nhiều nó đỡ, còn hai đứa gái nó không ói ra, thì nó nặng. Rồi khi nó sốt cao quá thì nó không nhận thức được, làm là gia đình rất lo lắng. Trong 7 trường hợp nặng đang điều trị hồi sức tích cực thì có 2 bệnh nhi rất nặng phải thở máy, lọc máu. Bệnh viện đã tập trung hết sức lực để cứu chữa. Thì chúng tôi đã có kinh nghiệm lâu năm điều trị những trường hợp nặng, cho nên chúng tôi đã có đầy đủ trang thiết bị, máy móc hiện đại nhất. Chúng tôi có đầy đủ về thuốc men và chúng tôi đã có đầy đủ về nhân lực bác sĩ và điều dưỡng. Chính vì vậy cho nên qua cái vụ dịch này chúng tôi bắt tay vô, chúng tôi làm liền. Ngoài ra, bệnh viện cũng đã tiến hành hội chẩn với các chuyên gia từ Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh để thống nhất phương án điều trị. Các chuyên gia cũng đã có mặt trực tiếp tập trung cứu chữa bệnh nhi. Mà ngộ độc thực phẩm nặng như vậy thì thường do 2 tác nhân chính thôi. Một là do tụ cầu, hai là do Salmonella. Hiện nay về chiến lược kháng sinh thì chúng tôi đã tiến hành bao tất cả các tác nhân này để có thể điều trị cho cháu. Song song đó thì mình tiến hành lọc máu để giúp cho ổn định chức năng các cơ quan, loại bỏ những cái độc chất cũng như những cái hóa chất cytokine giúp cho các cháu nó ổn định. Tuy nhiên thì phải nói rằng có cái ca mà ngưng thở ngưng tim đó, tình hình nói chung là cũng còn rất là nặng. Ngoài các bệnh nhi, 2 trường hợp người lớn bị ngộ độc nặng cũng đang được hồi sức tích cực tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Sở Y tế hiện đề nghị bệnh viện tập trung cứu chữa, song song đó các biện pháp lấy mẫu cũng được thực hiện để điều tra nguyên nhân. Thực phẩm tại hộ kinh doanh này là đang gửi, chưa có kết quả xét nghiệm cụ thể. Trước mắt thì cơ sở đã phải tạm ngừng kinh doanh. Thứ hai thì Sở Y tế đang tập trung cho điều trị cho người bệnh tốt nhất có thể để hạn chế không để xảy ra ca tử vong trong vụ ngộ độc này. Với lượng bệnh nhân lớn và có nhiều ca nặng, Bộ Y tế đã đề nghị các bệnh viện tiếp tục huy động các thầy thuốc giỏi, đảm bảo đủ thuốc, phương tiện cấp cứu. Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện trực thuộc bộ tại khu vực phía Nam để theo dõi chặt chẽ người bệnh nặng, xử trí, cứu chữa kịp thời người bệnh. Tiếp tục là những tin tức nóng trong phần 3 phút tin nhanh. Thưa quý vị, một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ Hà Nội về Nam Định, sau đó thông qua mạng xã hội để mua bán, giao nhận ma túy đã bị lực lượng chức năng triệt phá. 4 đối tượng bị bắt đều trú tại tỉnh Nam Định. Tang vật thu giữ có khoảng 2,5 kg ma túy đá, khoảng 4.000 viên ma túy tổng hợp, 1.500 viên thuốc lắc, 40 gói ma túy dạng nước vui. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ 2 khẩu súng ngắn, 1 quả lựu đạn dạng trứng màu cam cùng với 29 viên đạn. Một xe container lưu thông qua trạm thu phí xa lộ Hà Nội, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh va chạm với nhân viên thu phí. Hậu quả là vụ va chạm khiến cho nhân viên này tử vong.
Vụ việc xảy ra vào lúc 12 giờ trưa ngày hôm qua mùng 3 tháng 5 tại khu vực làn thu phí không dừng của trạm thu phí xa lộ Hà Nội. Theo các nhân chứng tại hiện trường thì trước đó nam nhân viên 43 tuổi này đang ở trong một cabin thu phí. Người này sau đó mở cửa cabin để sang cabin bên cạnh, chưa rõ lý do là vì sao. Vừa bước xuống làn thì bị xe container chở thép lao tới cán trúng nạn nhân bằng bánh trước. 6 hecta hoa màu, gần 600 ngôi nhà tại huyện Mai Sơn của tỉnh Sơn La bị hư hỏng sau trận mưa đá kéo dài 30 phút và ước tính là thiệt hại đến hơn 1 tỷ đồng. Trận mưa đá có những viên đá to bằng nắm tay rơi xuống làm hư hỏng mái nhà lợp bằng pro xi măng, mái ngói. Mưa đá còn làm dập nát 6 hecta cây ăn quả và hoa màu. Rất may là trận mưa đá không gây thiệt hại về người. Đây là trận mưa đá thứ tư xảy ra trên địa bàn của tỉnh Sơn La trong năm nay 2024. Thưa quý vị, thời điểm này trên các tuyến quốc lộ lên Điện Biên thì mật độ phương tiện đang gia tăng. Tuy nhiên thì hiện tượng sương mù xuất hiện cả ban ngày và đặc biệt là vào ban đêm có thể ảnh hưởng tới tầm quan sát và xử lý của lái xe. Các lực lượng chức năng trên tuyến quốc lộ 6 cũng khuyến cáo các lái xe, đặc biệt là lái xe khách, xe từ các tỉnh đi tham quan du lịch, không quen đường, trời sương mù dày đặc sẽ rất nguy hiểm. Nếu không có việc thực sự cần thiết thì nên nghỉ lại tại các trạm dừng nghỉ khi mà thời tiết ổn định và tầm nhìn thì mới di chuyển tiếp. Người dân khi mà di chuyển qua khu vực sương mù đường trơn thì cần phải đặc biệt lưu ý tuân thủ đúng tốc độ, tập trung quan sát đúng làn đường, không để rủi ro xảy ra tai nạn giao thông. Bát nháo dịch vụ thẩm mỹ. Cả filler cả cắm là 1,5 triệu. Đảm bảo luôn là filler xịn. Cho biến chính em đến gấp 10. Tiền mất, tật mang. Cũng hơn không như mà nó làm cho mỡ lên nó tan chảy rồi nó hút ra nữa. Em còn nhớ đến lúc mình cháy luôn này. Đẹp thì không thấy, nhưng mà nó là thảm họa về mặt sắc đẹp. Thưa quý vị, có thể nói là nhu cầu làm đẹp đang ngày càng tăng cao và cũng là lúc mà các cơ sở thẩm mỹ đã tung ra nhiều những ưu đãi giá hời. Nắm bắt được tâm lý của khách hàng đó là muốn đẹp, muốn cả rẻ nữa. Thế nên là nhiều cơ sở thẩm mỹ đã lén lút hoạt động, thực hiện các can thiệp xâm lấn. Nhất là trong các khu chung cư, khi mà tiện ích thì sẵn có, dịch vụ tại chỗ rồi lượng khách hàng cũng dễ tìm nữa. Đây thực sự đã trở thành một mảnh đất béo bở cho các cơ sở thẩm mỹ chui nở rộ hoạt động. Đồng hồ phê thì 2 triệu. Botox là liều mạnh là 3 triệu. Cả filler cả cắm là 1,5 triệu. Đảm bảo luôn là filler xịn. Filler là sẽ tính theo cc. 1 cc là 1,5 triệu. Ví dụ như cầm bạn nào ngắn quá thì 2 cc là 3 triệu. Em lấy chi phí rẻ nhất rồi, nói thật. Này, mũi này. Sự thật là mức giá của các dịch vụ thẩm mỹ tại các cơ sở này rất hấp dẫn, khiến khách hàng bị hút vào ma trận của những lời chào mời. Muốn đẹp là em cứ filler là đẹp luôn. Lâu ấy chị? Trong vòng độ tuổi khoảng 15 phút sau. Thuốc nhà em là cho khách chơi hết mà. Thuốc của Hàn Quốc. Cái kim nó chỉ phải xíu như này thôi. Hết cả mặt cả bóp tay thoải mái luôn. Không vấn đề gì. Không bao giờ trở về mặt ban đầu nữa. Nếu mà một năm mà hết chúng trả lại tiền. Nhưng mà liệu có biến chứng gì không? Đảm bảo luôn. Có biến chứng em đến cấp 10. Cam kết nhanh gọn lẹ với lời bảo hành không thể uy tín hơn. Nếu vẫn còn lăn tăn, các chủ spa này tiếp tục đưa ra nhân chứng. Chị đang bảo là lôi ra chứ còn khách nhà em thì nhiều lắm. Đây mũi kim vừa mới dứt đây. Đấy, khách của em này, chị đi tiêm này. Tiêm trực tiếp vừa tiêm xong luôn đấy. Cô ruột em đấy, tiêm ở quán em đấy mà. Còn khách chúng tôi nhiều mà. Ký ốt này chỉ vòn vẹn chục mét vuông, nhưng có đủ loại dịch vụ, kể cả những dịch vụ không được liệt kê. Hầu hết các cơ sở này đều len lỏi trong các khu chung cư. Bên ngoài không có bất cứ biển hiệu nào quảng cáo về dịch vụ, thế nhưng bên trong lại tấp nập đến bất ngờ. Em tiêm luôn. Em tiêm hàng mấy năm nay rồi. Em làm 10 năm rồi, thế mà thì em mới hỏi chị là chị biết em qua đâu. Chị có thể tham khảo Facebook của em, ngày nào em cũng rất là nhiều khách hàng luôn. Mình vừa thực hiện xong một ca nhấn mí vi điểm cho em khách đây, mọi người theo dõi này. Hai nếp mí tròn đều nhau nhá. Và tiếp theo mình sẽ thực hiện là cắt môi cho bạn nha. Bạn nào đang quan tâm trên mạng quảng cáo rầm rộ là vậy. Nhưng nếu không mục sở thị thì chẳng ai hay. Điểm chung của các căn hộ này chủ yếu là loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh chui với trang thiết bị y tế sơ sài. Nếu khoảng cách còn là trở ngại với bạn thì sẽ có dịch vụ thẩm mỹ tại chỗ. Đầy đủ mọi thứ. Em tiêm tại nhà mà. Nếu khách mà nhu cầu phải em lên nhà em tiêm cho. Cái dịch vụ tiêm này trên cái hội nhóm này, hội nhóm chung cư thứ nhiều lắm.
rồi thì em cũng yên tâm, nghĩ là người ta làm ở này thì sẽ không làm vớ vẩn đâu. Tôi cứ tin vậy thôi chứ không đâu có kiểm chứng. Niềm tin đổi lấy cái đẹp, nhưng thực tế chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được cái giá mà họ được nhận. Em tiêm cho khách là có nghĩa là tầm này khách cũng được giá tốt nhá, mà mình cũng có trao đổi kinh nghiệm nhiều hơn. Vâng, tiêm cho khách mà lại để trau dồi kinh nghiệm thực sự là một điều đáng bàn đấy rồi. Thưa quý vị cũng thấy đấy, dù không có biển quảng cáo thế nhưng mà những cơ sở thẩm mỹ chui ấy vẫn đón khách liên tục. Thực tế là các chủ cơ sở này họ chủ yếu quảng cáo trên mạng xã hội, trong các hội nhóm cư dân ở những khu chung cư vân vân. Thế nên là khi mà giá cả phải chăng lại thuận tiện nữa thì cung cầu chắc chắn sẽ gặp nhau. Thưa quý vị, Hà Nội thì có khoảng hơn 500 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ tự công bố hoạt động do các quận huyện giám sát quản lý. Tuy nhiên, việc quản lý giám sát còn gặp nhiều khó khăn do một số cơ sở vẫn lén lút thực hiện các dịch vụ nằm ngoài danh mục được cấp phép. Có thể thấy là việc quản lý hàng trăm cơ sở đó đã là rất khó rồi. Do đó, để mà quản lý giám sát được hàng nghìn cơ sở chăm sóc sắc đẹp như là spa, chăm sóc da, cơ sở cắt tóc, gội đầu, làm móng, phun xăm, thêu trên da v.v. có sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn chui, đây là cả một thách thức trong vấn đề quản lý. Theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế thì sẽ phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng với những cơ sở vi phạm cung cấp dịch vụ thẩm mỹ khi mà chưa có văn bản không đáp ứng được các điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ. Cơ sở đã hoạt động trá hình không có biển hiệu, bởi dưới kia thì treo biển hiệu là spa hoặc là chăm sóc da. Tuy nhiên phía bên trong thì người ta hoạt động thì đó là những cái cơ quan quản lý cực kỳ rất khó trong cái công tác kiểm soát. Do cái quảng cáo một cách tràn lan, thế còn nhiều người thì lại không hiểu là các cái spa đấy không có cái chức năng, cái hoạt động này. Thế cho nên là lại muốn đẹp, muốn nhanh, muốn rẻ tiền, thế lại đi vào các cái cơ sở này. Cho nên ấy, là đẹp thì không thấy, nhưng mà nó là thảm họa về mặt sắc đẹp. Chúng ta phải có một cái chiến dịch để làm sạch cái vấn đề này. Vâng, có thể nói là một trong những nguyên nhân khiến cho nhiều người làm đẹp tìm đến các spa vì nó nhanh và nó không phải làm bất cứ một xét nghiệm nào cả. Chỉ cần nộp tiền và làm ngay, thế là xong. Trong khi những cơ sở này không có đủ điều kiện để thực hiện các can thiệp xâm lấn. Người thực hiện can thiệp thì không có chuyên môn về ngành y, v.v. Bởi vậy, dễ hiểu vì sao đã có nhiều người phải nhập viện vì những biến chứng khiến cho việc điều trị phải kéo dài và ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Thậm chí là có những trường hợp đã phải trả cái giá đắt do sự lựa chọn sai lầm của chính mình. Đây là hình ảnh bệnh nhân khi vừa mới nhập viện. Toàn bộ vùng bụng hoại tử đen, nhiễm trùng chảy nhiều dịch mủ, có nguy cơ sốc nhiễm trùng toàn thân do thực hiện hút mỡ tạo thành bụng tại spa. Dù đã qua cơn nguy hiểm, nhưng bệnh nhân vẫn phải đối diện với di chứng nặng nề. Họ tiêm cái gì vào, rồi họ bơm vào bụng mình thôi. Lúc đó giống như là nó làm cho mỡ nó tan chảy rồi nó hút ra rồi đấy. Em còn nhớ đến lúc em cháy luôn này. Vẫn còn filler, nạo và dịch mủ. Đây là hai lỗ trước đây đã rạch ra để nạo các filler. Bây giờ cái filler nằm rải rác ở dưới da thôi, nhưng mà gây ra cái tình trạng viêm nhiễm tái đi tái lại. Lúc đầu tôi chỉ đến định tiêm rất là ít, người ta có tư vấn là 100ml và mông là hai bên là 300ml cho cả hai bên. Họ hứa hẹn là ngay sau khi mà thực hiện xong thì là mông sẽ tròn và ngực sẽ tròn như ý và rất là mềm mại tự nhiên. Sau khi làm xong thì bây giờ hậu quả rất là kinh khủng. Vẫn chưa hết bàng hoàng bởi những tai biến thẩm mỹ gặp phải sau khi tiêm chất làm đầy vào ngực và mông tại spa, chất dịch vẫn còn sót nên bệnh nhân phải liên tục nhập viện để rút dịch. Chi phí cho ca trùng tu tại spa chỉ khoảng 30 triệu đồng. Nhưng cho đến bây giờ, số tiền chạy chữa đã nhân lên gấp nhiều lần. Không chỉ là cái hậu quả trước mắt là họ bị những cái biến chứng do làm thẩm mỹ như là sưng nề, biến dạng, nhiễm trùng, hoại tử, mù mắt và gây ra những cái tình trạng sốc, nhiễm trùng, nhiễm độc có ảnh hưởng đến cái tính mạng bệnh nhân. Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ngày nào cũng tiếp nhận trường hợp đến cấp cứu do biến chứng thẩm mỹ từ các cơ sở không phép. Chủ yếu đều nhập viện khi vết thương bị nhiễm trùng nặng. Như cô gái này, đến viện trong tình trạng sưng nề, viêm nhiễm toàn bộ vùng môi sau khi tạo hình môi trái tim tại một cơ sở thẩm mỹ chui trên địa bàn huyện Hoài Đức. Ngay sau đó, nhóm phóng viên đã phối hợp với đoàn liên ngành tại đây đến kiểm tra cơ sở này. Phát hiện là những cái trang thiết bị như là bàn spa này, dụng cụ tiểu phẫu,
banh kéo rồi bông băng kim tiêm ở trên các chung cư cao tầng mà nén nút hoạt động trong cái vấn đề thẩm mỹ chui thế này thì rất là khó khăn cho cơ quan quản lý. Bình thường thì là cấp một môi là 3 triệu. Cơ sở ở nhà đấy thì cũng là em thì thoảng mới nhận người làm tại nhà thôi á. Em thấy mọi người vẫn học về làm ấy ạ. Dù không có chuyên môn về ngành y, nhưng chủ cơ sở vẫn lén lút thực hiện các can thiệp xâm lấn ngay tại chung cư từ nhiều tháng nay. Dự kiến xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp này là 45 triệu đồng. Nếu việc kiểm soát chưa triệt để và khách hàng còn xem nhẹ các dịch vụ làm đẹp, thì việc tái diễn vi phạm là điều không tránh khỏi. Bởi khi sự việc đã rồi, thì cũng chẳng thể lành lặn như lúc trước. Dẫu có nào nữa, cứ để nguyên hình hài vậy, không thay đổi, kể cả là làm bên nhỏ như... Và thưa quý vị, xin được nhấn mạnh lại một lần nữa, đó là đây là những hình ảnh, những câu chuyện không mới, thế nhưng nó vẫn đang diễn ra ở ngoài kia. Sau chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đưa phần tiêu điểm này lên các nền tảng số của VTV, trong đó có kênh YouTube, kênh fanpage VTV24. Đó là một lời cảnh báo, và nếu được, quý vị hãy chia sẻ, hãy tag tên những người mà quý vị nghĩ rằng có liên quan đến câu chuyện này, để họ cùng tham khảo những thông tin mà chúng tôi đưa ra trong chương trình. Vâng, và quay trở lại với câu hỏi mà anh Lâm hỏi tôi ở phần đầu của chương trình. Bây giờ tôi muốn hỏi lại anh là, anh nhìn tôi thì anh có nghĩ là tôi có thẩm mỹ hay không? Tôi nghĩ có hai trường hợp ở đây. Một là chị Hải Yến không thẩm mỹ vì nhìn rất tự nhiên. Hai là chị thẩm mỹ ở một cơ sở tay nghề rất cao cho nên nhìn rất tự nhiên. Tự nhiên đúng không ạ? Vâng. Nhiên. Đúng là trông tôi rất tự nhiên nhưng mà đúng là tự nhiên nhưng mà không tự nhiên mà đẹp được. Vấn đề ở đây là gì? Là chúng ta phải đến ở những nơi, đến bệnh viện và được thăm khám, được phẫu thuật bởi những bác sĩ mà có tay nghề chuyên môn. Và xin nhấn mạnh lại đối với quý vị khán giả, đó là theo quy định của pháp luật Việt Nam thì việc sử dụng các hoạt chất để tiêm vào cơ thể người thì chỉ được thực hiện tại các cơ sở bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc là các cơ sở khám bệnh và được thực hiện bởi các bác sĩ. Trong tháng 4 vừa qua đã có hơn 50 trường hợp tử vong do sốc nhiệt tại Mandalay, miền trung của Myanmar. Trong số các trường hợp tử vong thì khoảng 30 người có bệnh lý nền, hầu hết là trong độ tuổi trung niên và cao tuổi. Số ca nhập viện do nắng nóng cũng tăng mạnh, tăng gấp 6 lần so với tháng 3. Tỷ lệ sốc nhiệt tăng cao ở Myanmar trong bối cảnh nắng nóng gay gắt. Theo cơ quan khí tượng và thủy văn của Myanmar, tháng 4 vừa qua chứng kiến có ngày nhiệt độ lên tới 44,8 độ C và đây là mức nhiệt cao nhất từng ghi nhận trong một ngày của tháng 4 kể từ 77 năm vừa qua. Và không chỉ Myanmar, thời tiết nắng nóng cực đoan tại Philippines cũng đã khiến cho hàng nghìn trường học tạm dừng việc giảng dạy trực tiếp, gây ảnh hưởng tới hơn 3,6 triệu học sinh tại đây. Mặc dù là các em học sinh đã được các thầy cô giáo hướng dẫn để xem bài giảng online tại nhà, nhưng mà đối với những em mà sống ở những khu ổ chuột, việc học tại nhà trong điều kiện thiếu thốn đang trở nên vô cùng khó khăn. Tại một căn nhà lụp sụp trong khu ổ chuột ở thủ đô Manila, Philippines, em Ella đang ngồi trên một chiếc hộp nhựa nhỏ, cố gắng hoàn thành bài tập về nhà trước buổi chiều khi nắng nóng đạt đỉnh điểm. Mẹ của em Ella cũng ở cạnh kèm cặp cô bé học bài vì lo rằng em sẽ bỏ ngang bài của mình. Trời quá nóng khiến con tôi trở nên lười biếng hơn. Cháu cũng khó có thể tập trung xem bài giảng online trên điện thoại và thi thoảng cháu còn không làm bài tập về nhà. Trường tiểu học của em Ella là một trong hơn 7.000 trường học tại thủ đô Manila buộc phải đóng cửa trong tuần này, khi nhiệt độ tại đây vượt mức cao kỷ lục lên tới 38,8 độ C. Đối với các em đang sống tại khu ổ chuột Paseco ở thủ đô Manila, thời tiết nắng nóng cực đoan cũng khiến các em dễ bị nổ phát ban nhiều hơn. Tại đây, các hộ gia đình không có điều hòa, chỉ có một chiếc quạt nhỏ dùng chung. Thậm chí, có những nhà không có nước sạch để sinh hoạt, khiến cho việc chống chọi với nắng nóng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Ở đây vô cùng nóng vì mái nhà tôn của chúng tôi rất thấp. Tôi luôn nhắc con mình thường xuyên tắm rửa, ngay cả khi các cháu không muốn, chỉ để các cháu dễ chịu hơn trong thời tiết này. Chính quyền Philippines cảnh báo nắng nóng khắc nghiệt sẽ kéo dài ít nhất trong 2 tuần tới, đồng nghĩa với việc học sinh có thể phải ở nhà đến hết tháng 5 khi kỳ học kết thúc. Với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn giống em Ella, nhiều bậc phụ huynh chỉ mong muốn thời tiết nắng nóng sẽ sớm kết thúc để các em có thể đến trường học mà không phải chịu nhiều khó khăn. Một vụ cháy lớn đã bùng phát tại nhà máy công nghệ kim khí nằm ở phía tây nam thủ đô Berlin của Đức. Khoảng 170 lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để nỗ lực kiểm soát hỏa hoạn. Phòng kỹ thuật ở tầng 1 của tòa nhà đã hoàn toàn chìm trong biển lửa. Những đám khói đen đặc bốc lên cuồn cuộn, một số phần của tòa nhà đã bị sập. May mắn là hiện chưa có thương vong nào được báo cáo. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là vẫn còn một lượng hóa chất bên trong tòa nhà này. Lực lượng cứu hỏa đã đưa ra cảnh báo nguy hiểm
người dân sống trong khu vực lân cận được khuyến cáo nên đóng cửa để tránh khói bụi độc hại. Hiện thì nguyên nhân của vụ cháy đang được khẩn trương điều tra. Một cây cầu vượt bắc qua đường cao tốc tại bang Connecticut của Mỹ đã bị hư hỏng nặng do tai nạn liên quan đến một xe tải chở xăng. Cây cầu đã buộc phải bị phá rỡ từ ngày hôm qua khiến cho đường cao tốc phải đóng cửa đến hết tuần gây ách tắc giao thông. Xe bồn chở xăng đã bốc cháy dưới gầm cầu vượt sau khi va chạm với hai phương tiện khác vào sáng hôm thứ Năm. Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang được điều tra. Tập đoàn dược phẩm AstraZeneca đã thừa nhận vaccine ngừa COVID-19 của hãng có thể gây phản ứng phụ, song các trường hợp này là rất hiếm. Mặc dù là phản đối các cáo buộc đòi bồi thường, song trong một tài liệu pháp lý đệ trình lên tòa án thượng thẩm của Anh vào tháng 2, thì hãng AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 của hãng có thể gây ra tình trạng huyết khối trong tĩnh mạch kèm hội chứng giảm tiểu cầu trong những trường hợp rất hiếm gặp. AstraZeneca cũng lưu ý rằng hội chứng giảm tiểu cầu vẫn có thể xảy ra khi mà không tiêm vaccine của hãng hay là khi mà tiêm vaccine của hãng khác. Việc xác định nguyên nhân trong trường hợp thì cần phải có bằng chứng chuyên môn. Các nghiên cứu độc lập cho thấy vaccine của AstraZeneca rất hiệu quả trong việc phòng ngừa COVID-19, giúp cứu sống hơn 6 triệu người trên toàn cầu trong năm đầu tiên được triển khai. Tổ chức Y tế Thế giới cũng khẳng định vaccine này an toàn và hiệu quả cho tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên và phản ứng phụ phải khiến phải có hành động pháp lý là rất hiếm. Thưa quý vị, giới chuyên gia y tế quốc tế đánh giá đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ đang bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo ở châu Phi có thể dễ lây lan hơn. Theo như Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Cộng hòa Dân chủ Congo đã báo cáo hơn 4.500 trường hợp nghi mắc đậu mùa khỉ và gần 300 trường hợp tử vong kể từ tháng 1. Con số này tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ của năm ngoái. Nước này đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe liên quan đến dịch bệnh đậu mùa khỉ. Một phân tích trên các bệnh nhân nhập viện từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024 ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo cho thấy những đột biến gen ở đậu mùa khỉ. Các đột biến này được xem là kết quả của việc bệnh tiếp tục lây truyền ở người. WHO cho biết có thể sẽ cần một chiến lược xét nghiệm mới để phát hiện các đột biến của virus gây bệnh đậu mùa khỉ. Ở phần cuối của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn mời quý vị sẽ cùng nhìn ngắm bức tranh này. Sẽ hơi khó một chút nếu như mà ngay lần đầu nhìn và chúng ta cố gắng đoán ra luôn xem là chất liệu của nó được tạo ra là gì. Thì thưa quý vị, đây không phải là chì màu, không phải là màu vẽ. Bức tranh này được tạo ra hoàn toàn bằng bút bi. Bằng với đôi bàn tay tài hoa và trí tưởng tượng phong phú, thì họa sĩ Lê Vinh tại Ba Vì đã tạo ra hơn 300 bức tranh hết sức độc đáo, thú vị về nhiều đề tài trong cuộc sống. Trong đó có rất nhiều những bức vẽ về chủ đề người phụ nữ. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với câu chuyện của người nghệ sĩ tài hoa này. Tôi là Lê Vinh, hiện tại tôi là giáo viên mỹ thuật của trường cấp 2 Phú Sơn ở Ba Vì, Hà Nội. Công việc của tôi hàng ngày thì gắn liền với cái việc là phấn bảng rồi màu sắc. Bây giờ em dùng một cái nét chì, em tô lại. Ngoài công việc dạy thì tôi còn có sở thích là vẽ tranh bằng bút bi. Và tôi khai thác cái chất liệu bằng bút bi này thì cách đây khoảng độ hơn chục năm rồi. Bộ sưu tập bút bi của tôi đến bây giờ nó có khoảng vài nghìn cây. Tranh vẽ bằng bút bi đòi hỏi độ chỉnh chu, tập trung cao của người họa sĩ vì bút bi không thể tẩy xóa. Với họa sĩ Lê Vinh, vẽ tranh bằng bút bi còn là cơ hội để anh rèn luyện đức tính tỉ mỉ, tĩnh tâm. Ngòi bút bi nó rất là nhỏ để mình phủ kín được hết cả cái bề mặt của bức tranh. Có những tác phẩm nó mất đến khoảng độ 2-3 tháng. Hơn 10 năm qua, họa sĩ Lê Vinh đã sáng tác được hơn 300 bức tranh bằng bút bi. Trong đó, chủ đề phụ nữ gợi cho anh nhiều cảm hứng sáng tác. Phụ nữ dân tộc á, vẻ đẹp rất là dung dị. Mình muốn quảng bá cái hình ảnh và cái vẻ đẹp của người phụ nữ. Nó là một cái thể hiện một sự sáng tạo đặc biệt. Bởi vì từ những cái chất liệu nó rất là dễ kiếm, rất là đơn giản, ví dụ như bút bi thôi, thì thầy giáo đã tạo nên những bức tranh mà nhìn nó rất là sống động và đặc biệt là những bức tranh rất là có hồn. Với cái tài năng của mình thì trong thời gian công tác ở nhà trường thì thầy giáo cũng đã thành lập câu lạc bộ mỹ thuật và truyền cảm hứng, đem niềm đam mê vẽ tranh cho học sinh. Những lớp dạy vẽ không thu phí mở vào mùa hè của thầy giáo họa sĩ Lê Vinh trở thành cái nôi nuôi dưỡng ước mơ với hội họa của học trò từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường. Thầy Lê Vinh là một giáo viên dạy tốt ạ. Khóa tiết học của thầy em đều cảm nhận được trong đấy là tâm huyết. Những bức tranh của thầy thì đều có sự ấn tượng mang lại cho em.
Nghệ thuật nó là cái sự sáng tạo, khơi những cái nguồn chưa ai khơi, mà tìm tòi những cái chất liệu hoặc là những cái hướng đi nó mới mẻ.